Xin chào các anh chị, hôm nay em sẽ chia sẻ một điều mà một số anh chị là đang thắc mắc tại sao mà cái giá thiết kế website của bên em là nó có chi phí có thể là so với mặt bằng chung là nó cao nhé. Để em nói đơn giản cho các anh chị nhé. Bây giờ nếu mà các anh chị đi bảo bảo là chỉ đi mua thuê thuê một bên thiết kế website mà giá chỉ có 2 triệu đổ lại nhá, thì các anh chị này, để em nói các cái chi phí, một trang web là thường có 3 chi phí để lên để một cái trang web hoạt động nhé. Chi phí đầu tiên là chi phí tên miền. Chi phí tên miền một năm thì bao giờ nó cũng rẻ, thì nó cũng phải là từ 250 đổ lên. Nếu mà tên miền quốc tế như chấm chấm com hoặc chấm net ấy. Nếu mà các anh chị mà mua các tên miền mà chấm xyz thì hay là các cái tên miền chấm vớ vẩn sau ấy, xyz abc những tên ấy, thì nó chỉ có mấy chục nghìn thì em không nói, 20-30 nghìn không nói. Nhưng nếu mà các anh chị mà xác định là mua các cái tên miền .com này, .net hoặc .vn thì giá nó bét nhất cũng phải từ 250 300 nghìn đổ lên nhé trong một năm. Với các cái hosting thì các anh chị cũng bảo là có thể thuê được các cái hosting giá rẻ. Các cái hosting giá rẻ thì bao giờ các anh chị phải để ý hai cái thông số chính này. Cái thông số là dung lượng lưu trữ và thông dung lượng lưu trữ là gì, là dung lượng lưu trữ của cái hosting đấy. Thì đơn giản như em nói, đơn giản như một cái điện thoại của các chị mà có cái dung lượng lưu trữ chỉ có 1-2 GB thôi, thì các anh chị nghĩ là nó sẽ lưu được bao nhiêu cái ảnh? Đấy, em nói luôn là nó nghĩ là bao nhiêu cái ảnh với bao nhiêu video đấy. Nếu mà các anh chị mà đi đi thuê các cái hosting mà chỉ có mấy trăm nghìn ấy, thì cái dung lượng lưu trữ em nghĩ là nó chỉ có khoảng 100-200 MB hoặc 500 MB, cùng lắm là 1 GB đổ lại thôi. Thì các anh chị là nghĩ là xem nó sẽ lưu được bao nhiêu bức ảnh, bao nhiêu video đấy, em chỉ nói thế nhé. Còn cái băng thông, băng thông là gì? Băng thông là cái để một trang web chạy ổn định ấy, thì cái băng thông để cho để nói đơn giản, nó là một cái đường, một con đường nhé, một con đường băng thông. Như em lấy ví dụ như là một con đường, nếu mà băng thông nhỏ ấy, như kiểu một con đường nhỏ ấy, thì các anh chị là nghĩ là bao nhiêu khách hàng sẽ truy cập được vào trang web của các anh chị, hay là các anh chị chỉ 1-2 người truy cập vào trang web của anh chị đã bị láng giật đấy. Nó đầy người quá thì nó không đường đi thì tất nhiên nó sẽ bị láng và giật đấy. Mà cho nên em khuyên là các anh chị là nếu mà đã xác định là thuê hosting thì nên thuê các cái gói hosting bét nhất, thì nó giá nó cũng phải tầm 1,5 triệu đổ lên nhé. Đấy, 1,5 triệu đổ lên. Còn nếu mà các anh chị nếu mà có thể tìm được các cái bên nào cho thuê băng thông, thuê hosting giá rẻ hơn 1,5 triệu mà có băng thông, một là băng thông lớn hoặc hai không giới hạn, thì hãy chỉ hiện tại em đi thuê một cái hosting mà để có băng thông không giới hạn thì giá nó rơi vào tầm 1,570,000 thì đó là hơn 1,5 triệu đấy. Với chi phí thứ ba mà các anh chị mà để một trang web hoạt động là chi phí cho bên nhà thiết kế website nhé. Chi phí bên nhà thiết kế website thì các bên nhà thiết kế website họ 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 phải
Thứ nhất là họ chị như như em bên em là chuyên thiết kế về bên Word nhé, thì thứ nhất là phải đi mua một cái theme. Nếu nếu mà các anh chị mà chỉ cần các cái theme miễn phí thì không nói, nhưng như bên em là thường mua một cái theme nhé, theme giá dao động ở trên thị trường là nó như em giá dao động theme trên thị trường thì nó quét nhất từ 500.000 đến 1 triệu 2, 1 triệu 3 một cái theme thì các anh chị mới có thể đẹp được nhé. Chứ còn nếu mà bảo là các cái theme miễn phí ấy, thì nó rất thiếu nhiều tính năng nhé. Thứ hai là các cái plugin, các cái plugin cũng có các cái plugin miễn phí, nhưng trong đấy trong các cái nhưng một nếu mà các anh chị mà thiết kế một cái trang web đơn giản như các cái trang web blog thì các anh chị có thể là không 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 cần không cần cài đặt các cái plugin có phí. Nhưng nếu mà xác định anh chị là một trang web bán hàng nhé, là một trang web bán hàng hoặc là một trang web doanh nghiệp thì best nhất trong một trang web đấy các anh chị phải cài, em nói thẳng ra là nó phải cài ít nhất là hai cái plugin có phí chắc. Nếu mà cái bên đơn vị thiết kế website sai mà bảo là có thể cài được plugin có phí mà họ chỉ thu của các anh chị có mấy trăm nghìn đấy thì em bảo đảm luôn là họ, một là họ lấy các cái plugin các cái plugin mà bản crack, bản không chính thống, thì khi cài lên trang web của các anh chị lúc đầu thì các anh chị không biết đâu, nhưng sau một thời gian nhé thì nó các trang web của anh chị nếu mà sau một thời gian lúc nó bị nhiễm mã độc thì nó đấy. Với thứ hai là cái chính với lúc khi thuê với các đơn vị thiết kế website các anh chị còn quan tâm đến cái dịch vụ sau bán hàng của họ nhé. Nếu họ cung cấp các dịch vụ, nếu mà bên nào mà kiểu là như kiểu là gọi là nhỉ, nếu nói tục như kiểu là ăn cháo đá bát ấy, là họ chỉ thiết kế xong cho các anh chị xong bỏ đấy thì có thể là họ chi phí cho các anh chị là mấy trăm nghìn được. Nhưng nếu mà các cái đơn vị chuyên nghiệp nhé, họ mà thiết kế xong cho các anh chị mà họ còn bảo hành bét nhất là 6 tháng đến 1 năm đổ lên ấy, thì các anh chị nghĩ xem mấy trăm nghìn đấy họ có thể duy trì được để họ bảo hành cho các anh chị không? Nói luôn một câu đấy, không có ai có thể là đi theo các anh chị mà có mấy trăm nghìn một năm mà đi theo các anh chị mãi được. Thứ hai là khi họ thiết kế xong cho các anh chị là cái trang web của các anh chị có chỉnh sửa được bài hay không, rồi có index được lên Google hay không. Em đã từng mất rất nhiều tiền cho một số đơn vị, nói chung cực kỳ chán luôn mà giá nó cũng không hề rẻ nhá. Như em nói cái đơn vị của UTO này nhá, họ cung cấp cho mình một hai trang web mà có phải là được trang web chính thức đâu, mà nói thẳng ra là họ cung cấp cho mình là một nửa nửa trang web chứ không phải là hẳn một trang web, tại vì trang web đấy gắn với tên miền của họ nhé. Đây em
cửa hàng tiện lợi .uto.vn này. Đây, em cho các anh chị là cái trang web này, đúng không? Gọi là nửa trang web chứ không phải là một hẳn một trang web nhé. Này, tên miền gắn vào tên miền của họ mà mình không có quyền chỉnh sửa bài viết ở trên cái trang web đấy, không được viết bài, không được viết blog, không được chỉnh sửa sản phẩm. Nói chung là sản phẩm họ gắn như thế nào mình chỉ được, họ thiết kế như nào mình chỉ được sử dụng y hệt như thế, mà trang web còn không được index lên Google, mà họ thu của em 2.828.000 nhé. Em nói luôn với các anh chị như thế đấy, nếu mà xác định mà các anh chị mà bảo là đi thuê các cái trang web mà họ cung cấp dịch vụ cho các anh chị ấy, mà giá nó tầm dưới 3 triệu, em bảo đảm hầu như là đều gặp các cái tình trạng đấy, là các anh chị được một trang web họ viết bài như nào các anh chị chỉ được sử dụng như thế, không chỉnh sửa được, không tối ưu được, không viết blog được. Nếu mà có vấn đề gì liên quan về code, các anh chị lại liên hệ lại với họ, mà nhiều liên hệ lại với họ, mà có nhiều lúc là liên hệ lại với họ, họ ảnh hưởng đến code của họ, họ cũng không chỉnh sửa hộ các chị. Đấy. Thì các anh chị nghĩ xem là nếu mà tạo một trang web mà giá có mấy trăm nghìn hoặc là vài hai ba triệu triệu thì thì các anh chị xem, nếu xem nó có xứng đáng không? Em bỏ ra 2.828.000 để thử test cái trang web trên UTO. Trang web đấy đúng giá trị của nó không không đáng 100.000 luôn, không phải là hơn 2 triệu nhé. Không chỉnh sửa được sản phẩm như nào không sửa lại được. Không thay đổi code được các kiểu. Ok. Bên em cung cấp thiết kế website thì bọn em không đảm bảo giá bọn em rẻ nhất thị trường, nhưng bọn em sẽ đảm bảo cho với các chị là giá với dịch vụ bọn em, khi ai mà sử dụng dịch vụ bên bọn em sẽ hài lòng nhất. Tại vì bọn em ngoài khi thiết kế web, bọn em có các cái đơn vị coaching cho các anh chị về sử dụng web này, hướng dẫn các anh chị viết bài chuẩn SEO để nhanh chóng đưa các cái trang web của các anh chị lên top Google nhé. Cho nên các anh chị nên tìm các đơn vị thiết kế web giá rẻ, nhưng rẻ mà chất lượng, nó rẻ so với chất lượng, chứ không phải là mấy trăm nghìn hoặc là 1-2 triệu là rẻ, rẻ nhưng chất lượng không có thì cuối cùng nó cũng thành đắt. Người ta bảo tiền nào của đấy. Xin chào các anh chị nhé.